Du lịch nghỉ dưỡng đang là xu thế mới trong cuộc sống hiện đại và ngày càng được nhiều người quan tâm, nhất là sau đại dịch COVID-19. Với bờ biển dài 192 km, Bình Thuận được đánh giá là một trong những nơi có khí hậu quanh năm tốt nhất cho phát triển du lịch. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, resort ven biển với không gian riêng biệt. Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch này. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của mọi người ngày càng cao. Chính vì vậy, thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn vì thế cũng đã chú trọng dành không gian để phát triển hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe đồng bộ. Vì Mũi Né có bãi biển đẹp nên chúng tôi đã đến đây nghỉ dưỡng. Ngoài việc tham quan một số nơi thì tôi sử dụng một số dịch vụ trong resort như spa chẳng hạn. Tôi rất thích spa ở đây và cả tắm biển nữa. Chúng tôi sống ở một thành phố sôi động, vì vậy khi đi du lịch, chúng tôi muốn tìm đến những nơi yên tĩnh, có không gian mở, được hòa mình vào thiên nhiên và có dịch vụ tốt nhất. Với 192 km đường bờ biển, thời tiết quanh năm ổn định, ít chịu ảnh hưởng bởi mưa bão hơn so với các địa phương khác. Bình Thuận có thể là điểm đến lý tưởng của du khách vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Toàn tỉnh có gần 600 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 17.433 phòng, khoảng 1.000 căn hộ. Biệt thự du lịch cho thuê với an ninh đảm bảo, có khả năng đáp ứng nhu cầu số lượng lớn du khách vào lúc cao điểm. Và có khoảng 400 cơ sở ăn uống, mua sắm và dịch vụ, thể thao, vui chơi, giải trí. Không chỉ có các dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao, Bình Thuận còn là điểm đến có nền ẩm thực đặc sắc, cũng như nhiều địa danh văn hóa lịch sử lâu đời, góp phần làm phong phú chuyến nghỉ dưỡng cho du khách. Khi thiết kế khu nghỉ dưỡng, chúng tôi cố gắng tạo ra nhiều mảng xanh với không gian riêng biệt, cũng như muốn đem đến nhiều dịch vụ và tiện ích tốt nhất cho khách, như các dịch vụ spa cho người lớn, các khu vui chơi cho trẻ em. Tôi nghĩ rằng những nơi mà công ty chúng tôi khảo sát có thể đáp ứng được các tiêu chí phục vụ khách ở phân khúc nghỉ dưỡng, phòng ốc sạch đẹp và bãi biển cũng rất tốt. Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bình Thuận đã có cuộc khảo sát online nhu cầu và tâm lý khách du lịch đối với điểm đến Bình Thuận. Kết quả, 67% du khách đến Bình Thuận để tận hưởng các sản phẩm nghỉ dưỡng thư giãn. Cuộc khảo sát giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn thị trường và đối tượng khách, từ đó tập trung hoạch định chiến lược để xây dựng và phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Trong thời gian qua, ngay cả trong nghị quyết của tỉnh ủy cũng đã xác định rõ cái sản phẩm trọng tâm này. Do vậy thì theo đó đã có cái sự tập trung đầu tư cho cái sản phẩm này được ngày càng hoàn thiện. Thứ nhất là tập trung đầu tư về mặt hạ tầng, kết nối để làm sao các cái điểm đến du lịch nó được thuận tiện. Cái thứ hai là tập trung đầu tư cái sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm để làm sao mà du khách có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Về việc đầu tư nguồn nhân lực để đáp ứng được cái sự phát triển cũng như cái tốc độ phát triển của các loại sản phẩm mà nghỉ dưỡng biển và thể thao biển, thì trong thời gian qua ngành cũng như là các cái đơn vị có liên quan đã tổ chức các cái chương trình đào tạo cũng như là tập huấn bồi dưỡng không chỉ cho những đội ngũ nhân viên người lao động trong các doanh nghiệp du lịch mà còn trang bị cho cộng đồng và những cái thành phần có liên quan để làm sao mà cái việc mà phục vụ khách và đáp ứng nhu cầu của du khách nó ngày càng được tốt hơn. Khảo sát của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng cho thấy năm 2022 có xu hướng tăng lên về nhu cầu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, nhu cầu về du lịch chữa bệnh, du lịch chăm sóc sức khỏe. Những loại hình du lịch này sẽ tiếp tục được du khách quan tâm trong những năm tiếp theo. Để thu hút nhiều hơn dòng khách du lịch nghỉ dưỡng, ngành du lịch cũng cần đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến về những đặc trưng thế mạnh của Bình Thuận đối với sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe tới các thị trường tiềm năng.